Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng xe đua chuyên nghiệp dành cho các tay đua chuyên nghiệp các bác nhé. Các bác đã đi xe lâu rồi nên chọn chiếc xe này. Chiếc xe Gian TCR 6500 sử dụng nguyên bộ cấu hình của Shimano Tiagra. Vâng, bây giờ em sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, và chiếc xe Gian TCR 6500 này màu trắng các bác nhé, trắng xanh. Đây những đường vạch sơn kẻ màu xám. Đây một mẫu xe đua cao cấp mới nhất về tại cửa hàng em. Em đánh giá chiếc xe này hình thức trên 90%, sơn rất là mới. Đây là một vết bẩn có thể lau đi. Sử dụng khung nhôm alloy SL các bác nhé. SL là cao cấp hơn alloy thông thường, tất nhiên là cho xe nhẹ hơn rồi. Chiếc xe rất là nhẹ. Sử dụng công nghệ nhôm độc quyền alloy của Gian. Đây là một lớp ni lông chắn đĩa, chắn xích không cọ vào khung. Các mua về có thể xé cái này đi để cho đỡ bẩn. Lốp nguyên bản của TCR. Và đây là hình thức yên nguyên bản TCR. Đây là hình thức yên. Vâng. Cọc yên nguyên bản của Gian. Tất cả đều nguyên zin nguyên bản theo xe. Đây là trang web chính hãng của xe. gian.bicycle.com. Các bác thể lên để đánh đường link này vào. Và có thể lên Google để search thêm về chiếc xe này, Gian TCR 6500. Ghi đông cổ phốt nguyên bản theo Gian. Tất cả đồng bộ theo Gian các bác nhé. Kể cả bộ tay nắm luôn. Bộ tay quấn cũng Gian. Bộ tay lắc cao cấp của Shimano Tiagra, bên này bên lip 10 tầng, bên đĩa cho 2 tầng, cho xe tới 20 tốc độ của Tiagra. Lốp chọc, đây là một lốp thông thường của dòng đua. Ở đây đây là một chiếc xe chuyên nghiệp. Những đội đua cũng rất hay sử dụng chiếc xe này để đi thi đấu. Lốp Michelin, đây là một hãng làm lốp rất là nổi tiếng rồi. Em sẽ quay thông số lốp. Đây, chữ Michelin đây. 700 nhân 25C. Vâng. Vành cao cấp của Cedo. Mayo Cedo. Càng nhôm của TCR.
hình thức càng rất là mới các bác nhé. Một vài vết xước nhẹ không đáng kể do vận chuyển. Vâng, và chiếc xe có size S. Bây giờ em sẽ đo size đứng của xe. Vâng, và xe có chiều cao size đứng là 48 các bác nhé. Phù hợp các bác từ 1m6 đến trên 1m7. Đến 1m73 có thể đi vừa chiếc xe này. Chiếc xe gian TCR 6005. Đùi đĩa cao cấp của Shimano Tiagra. Gạt đĩa của Shimano Tiagra. Củ đề Shimano Tiagra luôn. Sử dụng nguyên bộ group của Shimano Tiagra cao cấp. 10 tầng lip và đùi đĩa 2 tầng. Xích và lip rất là mới các bác nhé. Zero. Lốp đằng sau rất là mới đây. Giờ sẽ đi vào đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Vâng, lên lip. Chuyển động rất tốt. Sử dụng nguyên bộ group của Shimano Tiagra. Xuống lip. Xuống đĩa. Đùi đĩa 2 tầng của Shimano Tiagra. Vâng, chuyển động rất tốt. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe gian TCR 6500, một dòng xe đua chuyên dành cho những bác tay đua chuyên nghiệp và những bác đã đạp xe rất lâu rồi thì có thể chọn chiếc xe này. Và chiếc xe được bán tại cửa hàng em mức giá là 13.500.000 với miễn phí ship toàn quốc và hành 1 năm. Các bác quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975 709 943 để xem hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe. Và lên YouTube tìm kiếm xe đẹp, nhấn theo dõi kênh và nhấn chiếc chuông để xem những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp về tại cửa hàng em. Vâng, xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.